Rồi đây là ca khúc anh Mai Vũng Tàu gửi tặng cho bạn thân. Bạn thân cuối năm là anh Nguyễn Tiến Dũng. Tình chưa lên xa không? Tình mình đã xa xa. Tình mình đã xa xa cuối năm rồi. Sao? Có cái chia sẻ gì trước khi hát không? Chúng ta không thuộc về nhau. Quý vị, cuộc tình nào gì? Không phải gì? À, gì? Mà hãy gì? Không thể cung tình mãi cũng một cái gì? À, không thể em cái bài gì? Không phải cung tình hoài em bài gì? Không ai cung tình mãi. Yeah. Ai muốn em sống sao? Ai muốn chung sao? Muốn không? Hãy rời xa. Gửi tặng nam ca sĩ thôi lẹp. Đây cái là Mai là chưa ca sĩ nè. Okay. Chưa ca sĩ nè. Ca sĩ thôi lẹp hãy nghe đây hát nào. Khi đã giấc yêu hơn xin hãy rời xa. Cho bao đắm cay theo dòng đất trôi lên say. Để nhất của California quốc bộ quý vị, quốc bộ cũng tặng cho ca sĩ đúng không, tặng cho đúng không, nhưng mà không có ai chung tình mãi, chúng ta phải xa nhau từ đây. Đến bút vỏ sẽ tặng thôi, không nói tên, không tên kỳ ha, nói ở phương phía trời đi ha, đủ rồi ha. Mai Vũng Tàu là xin hãy rời xa là sợ quá rồi, bây giờ chú có sợ không? Nó đang suy nghĩ đó. Phải chung tin được mình thấy muốn chung tin được nào được mãi không? Giờ là mình đâu đúng không? Thì mình hát một bài là đâu phải mình thu đi ha. Chơi luôn, cầm dân. Giờ đây mùa đông mình hát tặng bài bài biết tặng gì? Đâu phải mùa thu. Đâu gì đó nói luôn đi. Đâu phải bởi mùa thu. Phải mùa thu. Xin tặng cho người ấy tên là chấm 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 chấm. Em dù gì lời xin cho đã nuôi đã nuôi tập nguyên vết xẻo thời gian. Em dù gì
thời đam mê một thời giống tố. Em dù gì cho có bao ngày phôi pha. Câu hát ngân lên bóng tắt mưa chừng. Thôi đừng hát rồi, thôi đừng dây dứt. Lá chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Quý vị đang nằm nghe, quý vị đang nghe Nam Ca Dân, nhạc sĩ Quốc Võ. Nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn Quốc Võ. Ca sĩ, võ sĩ, ôi, võ sĩ luôn. Võ sĩ, võ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn sĩ, YouTube sĩ, bị chửi sĩ luôn, có lẽ không bị chửi, đúng không? Hết bị chửi, mà bây giờ được khen rồi. Cái thời sĩ là bị chửi sĩ là qua rồi, bây giờ được khen sĩ. Quý vị biết đi ngoài đời một xíu, một năm vừa qua quý vị thì thấy quý vị được bị chửi sĩ, nhưng mà bị vu khống đó quý vị. Nhưng mà thời đã qua rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Quốc Võ đã là bây giờ là Quốc Võ nhà nào rồi, nhạc sĩ tài ba, đánh đơn giỏi, hát hay, tâm tốt. Chỉ có cái là bị quỷ oan nhiều quá, đúng không? Không, chị cứ nói là cái tâm tôi sức thôi. Nói Trà Lâm không có là cái tội, nhưng mà cái đặc biệt của tôi, phải không? Trà Lâm đối diện quý vị. Đây đúng rồi, đâu có đạo diễn đâu, Trà Lâm đâu. Trà Lâm mà hát mà đợt hay mới là dở, đúng không? Trà Lâm mà không biết nhạc mà đi mà nói bậy mới là dở, đúng không? Anh Trà Lâm mà anh YouTube có mấy trăm ngàn subscriber, đúng không? Nói có những clip mà hàng triệu người nghe. Ok, đó là cái biệt tài quý vị. Ok, Trà Lâm mà sáng những bàn tác vì ông đọc lắm và anh Quốc Võ không trả tiền quảng cáo nha. Một tôi nói gì người thấy quý vị không, một rider mà piano vậy là không đơn giản quý vị, là một thời gian tập luyện. Quý vị có ai gọi anh Trà Lâm Suke, Trà Lâm mà đánh như vậy thì phải nói là một đường miễn ngộ, đúng không Quốc Võ? Không ai khen anh, nhưng mà tôi nói chuyện gì sao. Rồi tiếp tục. Em dù gì lời dù cho đã nuôi, đã mới tập nguyện vượt xẻo thời gian. Em dù gì lệ dù cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại. Em dù gì lệ dù cho anh, một thời đam mê, một thời giông tố. Em dù gì cho nó khán giả khen quá trời luôn. Cái gì ngày đó? Là muốn chơi không phải. Một trong hai ta biết nghĩ hả?